Nguyễn xin chào tất cả quý anh chị và cô bác ạ. Hôm nay là Nguyễn rất là vui khi giới thiệu đến cho quý anh chị một căn nhà giá rẻ và vị trí đường rất là rộng rãi và thông thoáng. Giống như trên đầu video quý anh chị cũng đã nhìn á, thấy một chiếc xe hơi chúng ta di chuyển đến nơi luôn ha. Và cái vị trí này thì Lộc thấy nó vô cùng đắc địa luôn. Nó chỉ cách quốc lộ 50 quý anh chị, với tầm khoảng có 150m thôi là chúng ta ra ngay quốc lộ 50 rồi. Và xe hơi chúng ta di chuyển đến trước cái căn nhà hôm nay luôn nha quý anh chị. Và mức giá đủ mà Lộc Nguyễn xin báo đầu video cho quý anh chị là 950 triệu là giá đủ nha. Nên quý anh chị nào, cô chú nào mà có tìm nhà mà với phân khúc 950 triệu thì ghé lại tham quan cái căn nhà hôm nay ạ. Nhà chúng ta với diện tích là ngang 3m4, sâu vào là 12m nha quý anh chị. Rất là rộng và dài phải không ạ? Nhà chúng ta thì được thiết kế là một trệt một lầu nè, có hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh. Nhà thì xây theo kiểu mái bằng ha, với tông màu xám và tông màu trắng. Đây, cái sàn nhà chúng ta khá là cao so với phía mặt đường nè quý anh chị. Đó, khu dân cư thì nhà cửa rất là đông đúc. Và cái vị trí này quý anh chị đi ra ngay ngã ba Tân Kim á, chỉ tầm khoảng có 300 mét thôi. Và ngay khu vực ngã ba Tân Kim thì có chợ, có Bách Hóa Xanh, có điện máy xanh nè, có trường trung học cơ sở Trương Văn Bang, trường tiểu học Tân Kim nha. Và những quý anh chị cô chú nào làm việc ở các quận 8 như là quận 7, quận 4, đi xuống căn nhà chúng ta chỉ tầm khoảng 30 phút theo trục đường quốc lộ 50 nha. Và những quý anh chị ở quận 11, quận Bình Tân á, thì chúng ta cũng có thể là đi theo con đường hương lộ 11 và đi quốc lộ 1A, chạy thẳng lên các quận Bình Tân, quận 6, chợ Kim Biên á, chỉ tầm khoảng 35 phút nha quý anh chị. Đây là mặt dựng ở phía bên ngoài nè, thì tường ốp gạch nên khá là cao cho quý anh chị ha. Và chúng ta cũng có thể là thiết kế thêm cái mái che giống như kế bên. Nhà chúng ta thì nằm trong cái hướng chánh tây luôn nha quý anh chị. Rồi, một cái lớp cửa bốn cánh được sơn tĩnh điện với tông màu xám và kính là kính mờ nha quý anh chị. Đó, rồi, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào cái khoảng không gian nhà nha. Wow, một cái khu vực phòng khách rất là ấm cúng và được chủ nhà decor setup khá là gọn gàng. Tường ốp gạch lên cho quý anh chị tầm khoảng 1m7 ha. Đó, rồi trên tường được sơn với cái tông màu trắng và tông màu xám nè. Trên trần là khu vực trần vượt cấp, xung quanh là có hệ thống đèn LED, có một cái đèn chùm chính giữa rất là đẹp luôn ha quý anh chị. Và chúng ta thiết kế một cái bộ ghế sofa cho gia đình mình thì rất là hợp lý. Bên tay trái thì chủ nhà đã set up sẵn một cái quạt treo tường cho quý anh chị ha. Hai bên tường có đèn tiếp hai luôn. Bên tay phải thì có một cái khu vực bức tranh hình cá chép nè, nhằm mang lại may mắn cho gia chủ khi mà chúng ta sở hữu hoặc là vào cái căn nhà này để ở nha quý anh chị. Quý anh chị ơi, kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn là chuyên review những căn nhà thật, giá thật, nên tất cả những cái sản phẩm Lộc Nguyễn báo ở trong video đều là nhà thật của chính chủ gửi cho Lộc Nguyễn review, cũng như là mức giá thật là đủ, mức giá tổng nha, giá này là giá không phát sinh nha quý anh chị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống khu vực ở phía sau. Khoảng không gian này thì nó rộng cũng khoảng 1m6, khoảng không gian này nó rộng cũng khoảng 1m2 nha quý anh chị. Ở đây thì chủ nhà cũng dán một cái bức tranh khá là đẹp, phong cảnh sông nước thật là hữu tình ha. Rồi, mời quý anh chị đi vào bên trong cái khoảng không gian phòng vệ sinh của chúng ta nè. Khoảng không gian phòng vệ sinh á thì tường ốp gạch nên tầm khoảng 1m7 cho quý anh chị luôn ha. Rồi có bồn cầu, lavabo, vòi sen, ở phía dưới là gạch chống trơn trượt cho quý ông bà, quý cô chú chúng ta đi nó sẽ không có bị trơn trượt vấp ngã không quý anh chị. Tiếp đến là khoảng không gian bếp nè. Ở đây á, một cái khoảng không gian bếp rất là mát luôn quý anh chị. Bởi vì sao ạ? Ở phía sau Lộc nó có một cái khoảng không gian cửa sau đó để cho chúng ta lấy gió lấy sáng ha, nên nhà chúng ta sẽ rất là mát. Nhà thì mặt dựng ở bên ngoài á, là hướng tây, ngược lại á, là hướng đông nha quý anh chị, hướng đông, nên á, gió nó sẽ luồn từ ở phía sau ra đằng trước á, rất là mát luôn. Ở đây á, thì chủ nhà làm cho mình là tủ bếp trên là quý anh chị, và một cái khu vực tủ bếp dưới. Ở đây thì hai cái bồn này sẽ được thay lại nha, thay lại và sáng, chứ không có như thế này nha quý anh chị. Nên quý anh chị yên tâm, đá chúng ta ốp là đá hoa cương. Cái khoảng không gian này trống á quý anh chị, cũng có thể để một cái bộ ghế bàn ăn tầm khoảng 4 đến 6 ghế cho đình mình ha. Ở cái khoảng không gian này nè quý anh chị, có một cái ống nước vào, ống nước ra, trên đây có ổ cắm điện á, thì chúng ta để cái khu vực máy giặt ở đây. Đó, cũng khá là hợp lý ha quý anh chị. Thì quý anh chị ơi, kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn là chuyên review những căn nhà thật, nên quý ông bà, quý cô chú nào mà có nhu cầu mua nhà như thế nào á thì hãy chia sẻ cho Lộc Nguyễn ở những cuộc gọi đầu tiên. Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu được những cái căn nhà cũng như là những cái sản phẩm bất động sản đúng theo nhu cầu và đúng theo tài chính của mình, để chúng ta đi xuống xem thực tế á thật là nhanh chóng hơn nha.
Và đây là cái khoảng không gian sân sau nè quý anh chị. Khoảng sân sau này cũng như là một cái miếng đất dư á. Đó thì chủ nhà tận dụng ở cái khoảng không gian này để cho chúng ta có thể là phơi đồ giặt giũ ở đây thì cũng khá là thuận tiện ha quý anh chị. Nhà nhà chúng ta thì nó chỉ tới chung sổ thì nó chỉ tới đây thôi nha. Đó còn phần đất này là phần đất dư nên chúng ta tận dụng để phơi đồ giặt giũ thôi. Rồi. Quý anh chị thấy cái nhà này có phù hợp với mình chưa ạ? Nếu mà phù hợp rồi hãy nhấc máy lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn qua số hotline phía trên màn hình. Và bây giờ Lộc Nguyễn sẽ mời quý anh chị sẽ cùng đi lên lầu 1 để tham quan căn phòng ngủ nha. Đồng hồ hình con công đó nhằm mang lại may mắn cho gia chủ khi mà sở hữu căn nhà này ha. Đồng hồ, quạt hoặc là những cái thiết bị ở trong nhà này sẽ được tặng lại hết cho quý ông bà, quý cô chú khi mà chúng ta sở hữu căn nhà này ha. Đồng Nguyễn sẽ thống kê chi tiết làm căn nhà này nữa cho chúng ta nắm thông tin. Nhà chúng ta thì vị trí ngay ngã ba Tân Kim, nó chỉ cách quốc lộ 50 với tầm khoảng 150m thôi. Chiều ngang á là 3m4, sâu vào á là 12m. Nhà chúng ta được thiết kế theo kiểu hình máy bằng với tông màu xám và tông màu trắng ha. Một trệt, một lầu, có hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh, có một cái khoảng sân sau cũng như là một cái ban công phía trước rất là thuận tiện. Và đặc biệt Lộc Nguyễn báo cho quý chị một tin vui nha. Nhà chúng ta với mức giá là 950 triệu. Đường là đường xe hơi nha quý anh chị. Đường xe hơi, nhà cửa thì san sát nhau rồi. Nên về đây chúng ta ở sẽ rất là vui và rất là tiện ích cho những quý phụ huynh nào chúng ta có con em đang đi học nha quý anh chị. Và mức giá đầy đủ căn nhà này là 950 triệu. Giá này giá đủ và giá không phát sinh. Nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn để cho chúng ta đi xuống tham quan thực tế và sớm sở hữu cho mình một căn nhà. Cái vị trí vô cùng đắc địa và tuyệt vời thế này nha quý anh chị. Mến chúc cho quý ông bà, quý cô chú sớm tìm được một căn nhà thật là phù hợp và ưng ý gia đình mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại.